Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 3. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập của cái bài số 3 này. Là trong này nó có 4 bài, thầy sẽ giải quyết cho các em ở trong một clip luôn em nha. Bài số 1 này, biểu đồ cột kép ở cái hình 33 biểu diễn thu nhập bình quân đầu người trên năm của Việt Nam và Singapore. Nếu thầy nói các em ạ, thầy giới thiệu sơ bên ngoài xíu nha. Việt Nam và Singapore thì thầy nói với em Việt Nam chắc sách dép theo thằng Singapore này, tại vì Singapore là hiện tại là một trong những quốc gia là gần như là giàu nhất thế giới em. Tất cả các tỷ phú, những người giàu nhất á, tinh túy nhất là gần như tập trung về Singapore này em này. Cỡ cả công ty chủ quản Google các kiểu này nọ là đều đặt tại trụ sở tại Singapore này. Singapore rất giàu em, mặc dù cái diện tích của nó cực kỳ nhỏ. Nó bằng một cái thành phố của nước Việt Nam này thôi, nhưng mà nó cực kỳ giàu và cực kỳ văn minh nghe. Trong từ năm 15 cho tới năm 20 thì cái màu xanh đang là Việt Nam này, em thấy có chút xíu này nè, chút xíu này nè. Còn anh Singapore em thấy khiếp, cũng khiếp không. Singapore này, cao chót vót à. Ở đây là tính ra đô la Mỹ nha, một đô la Mỹ thì nó bằng khoảng tầm 23.000 Việt Nam đồng. Thì chúng ta hình dung như vậy, một năm mà người Việt của chúng ta năm 15 thì người Việt chúng ta một người ấy, thì chỉ có 2.000, em tính này, 2.097 nhân ra trị giá 23 để thầy tính cho em xem ra tiền Việt nha, ra tiền Việt này. Nếu người Việt Nam mình là 2.097 nhân với 23.000 đồng, đô 23.000 đồng, tại một đô thì bằng 23.000 đồng, thì ở đây ra được là bao nhiêu? Có 48.200.000 thôi, tại cho 49.000.000 đi. Còn cái thằng Singapore này, cái nhìn này, 55.647 đô nhân với 23.000, khủng khiếp không? Đây, nó ra bao nhiêu? Đơn vị chục trăm nghìn, triệu, tỷ này. Một, nghĩa là Việt Nam của mình hồi nãy là chưa được 50 triệu, đúng không? Nó chưa được 50 triệu mà nó đã là bao nhiêu? 1.279.881.000 đồng. Các em thấy khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Hay nói cách khác, để mà thấy được cái sự chênh lệch thì chúng ta sẽ lấy nó gấp bao nhiêu lần này, lấy 55.647 các em chia cho 2.097 xem thì nó gấp bao nhiêu lần này. Đây. Đây, nó gấp là 26.5 lần. Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp nha. Tỷ lệ, nếu mà tính tỷ lệ đó. Thì ở đây người ta hỏi cái gì đây? Người ta hỏi các em là lập bảng thống kê tỷ số thu nhập trung bình đầu người nam của Singapore và thu nhập của Việt Nam. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy Singapore chia cho Việt Nam. Thì giống như hồi nãy thầy đã làm một cái này. Đây, cái năm 2015 này, ở đây nó sẽ ra được là, ở đây người ta nói là viết tỷ số dạng sập thập phân mà làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 nghĩa là gì? Đây, bắt đầu từ dấu phẩy này là từ số 5 trở đi ra, nó chính là hàng thập phân đúng không? Hàng thập phân thì cái số đầu tiên nó chính là hàng phần 10 là số 5 này. Số 3 này là hàng phần trăm, số 6 này là hàng phần nghìn. Nếu như số 6 chỗ này gọi là hàng đơn vị rồi. Em hiểu chưa? Như vậy làm tròn đến hàng phần 10 là làm tròn đến chữ số 5 này. Hàng phần 10 là làm tròn đến chữ số 5 này. Mà sau chữ số 5 này đó chính là số 3. Nên ta sẽ bỏ đi. Đúng không? Hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn này. Làm tròn tới hàng phần 10 thì chúng ta sẽ lấy là 26.5 thôi. Tương tự như vậy, chúng ta lập vào bên đây. Tại vì số liệu một bên và câu hỏi một bên là thầy nói các em là thầy bực ghê luôn. Đây các em, 26 các em lấy 56.000. Đây này, các em lấy 56.000. Đây, thầy sẽ bấm cho các em xem. Bấm một cái thôi nha, cứ vậy mà làm. 56.884 chia cho đây là bao nhiêu? 2.202. Quá khủng khiếp, thầy nói các em là cái sự chênh lệch giữa giàu và nghèo giữa nước Việt Nam chúng ta và cho Singapore là ở đây là 25.8 này. Em hiểu chưa? 25.8. Đây đó. Nha. Rồi. Cứ vậy mà các em tính ra. Nêu sự nhận xét và sự thay đổi của các tỷ số ở trong bảng 1. Như vậy thì
nếu mà các em tính ra nữa thì nó sẽ giảm dần xuống em, nó sẽ giảm dần xuống. Ở đây các em lấy thấy là 26 này, rồi tới 25 giảm xuống, thì cái sự mà nghĩa là cái tốc độ tăng trưởng của nước Việt Nam, thu nhập của nước Việt Nam ta là nó dần dần là nó đi lên so với Singapore. Tới năm 2020 thì cái khoảng cách đó được thu hẹp rất là nhiều, em hiểu chưa? Nhưng mà cũng vẫn trên là rất là lớn nha. Đây thầy đã tính sẵn cho các em này, rồi chúng ta sẽ điền vào trong bảng nha, điền vào trong bảng được chưa? Ở đây thầy làm tròn tới hàng phần trăm thì chúng ta sẽ chỗ đây 25,8, chỗ đây là 25,8 này, đúng không? Cái này bỏ số 5 này đi, đây là 24,0, đây là 21,5. Rồi chúng ta lấy số trên đây này, chúng ta điền vô. Cái này dễ, hiểu không? Tại vì chúng ta biết tính một cái thôi thì chúng ta làm thôi. Rồi chúng ta điền vô trong đây, em hiểu không? Sau đó chúng ta sẽ có câu B này, chúng ta nhận xét này, ta nhận xét. Đây, ta ghi đây phần nhận xét cho. Vừa bản thống kê ta thấy là từ năm 15 tới hay năm 17 tỷ số giảm dần, từ năm 17 đến năm 18 tỷ số tăng, từ năm 18 đến năm 20 tỷ số giảm dần. Xem rõ chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2 nhé. Chỉ cần thầy hướng dẫn một xíu làm ta biết tính thôi thì cứ thế mà kem làm, hiểu chưa? Biểu đồ động thẳng trong hình 34 biểu diễn số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở của Việt Nam trong từ năm giai đoạn này, các năm học, năm học. Rồi các cái giai đoạn này trên biểu đồ đã có rồi đúng không? Ta nhìn này, lập bảng thống kê số lượng trong năm học theo mẫu sau, số lớp nghìn lớp ở đây có số liệu sẵn này, các em hiểu không? Như vậy thì ở đây cái giai đoạn từ 15 tới 16 thì cái số lớp tương ứng ở đây này, hết mực này em, còn một cây luôn mà từ này. Ở đây là 153,6. Ủa sao nó ra mực ta? Để thầy lấy cái bút khác em. Em hiểu nào? Đấy. Còn cái giai đoạn 16-17 thì đấy, 16-17 đây, ta lấy số liệu này này, đó chính là 152,0. Còn thằng này là chính là 153,3. Quá dễ. Đây 158,4. Rồi, lại xong rồi đó nha. Như vậy so với năm học 15-16, số lượng cấp trung học cơ sở trong năm học 18-19 đã tăng lên bao nhiêu phần trăm? Làm tròn đến kết quả hàng phần 10 thôi nè. Như vậy thì ở đây á, cái giai đoạn 15-16 của chúng ta là đây, số liệu này, được chưa? Còn giai đoạn của 18-19 này, xem thử là nó tăng lên bao nhiêu phần trăm. Nó tăng bao nhiêu phần trăm mà đã tăng này, đã tăng lên bao nhiêu phần trăm? Để tăng lên bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ lấy số liệu này, chúng ta chia thằng này và chúng ta sẽ nhân cho 100%, hiểu chưa? Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ lấy là 158,4 em chia cho 153,6 bằng và nhân ở đây cho 100, nó ra được là 103,125. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ lấy là 158,4 này, em chia giờ đây ra 153,6 và nhân đây cho 100%, thì cái này nó sẽ ra được là 103,125% này. Đó, ok. Như vậy thì sau đó chúng ta lấy số liệu này, sau đó các em lấy số liệu này, các em sẽ trừ đi cho 100% thì nó ra được cái thằng này, trừ cho 100% thì nó sẽ ra được cái phần tăng, tăng trừ 100% thì ra được là 3,125%. Chúng ta lấy cái tỷ lệ này, các em chia thằng này để xem thử là nó tăng bao nhiêu. Sau đó chúng ta lấy thằng này trừ thằng này thì nó tăng được là 3,125% nha. Em hãy đề xuất những giải pháp để tăng số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở Việt Nam trong những năm tiếp theo, đặc biệt những thành phố và khu đô thị. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ giáo viên này, tăng cường cơ sở vật chất và xây thêm trường học vậy thôi. Nói chung là cũng phải có vốn đầu tư nha. Nói thì ngon lắm, nhưng mà quan trọng là
cái vấn đề đầu tiên là vấn đề tiền đông. Hiểu vấn đề đấy không? Vấn đề đầu tiên là tiền đông. Có tiền thì sẽ làm được tất cả. Xây được trường học thì ắt sẽ có một đội ngũ giáo viên chất lượng để giảng dạy. Okay. Thì đây nha, thầy in sẵn cho em này. Cái bảng này thì ai làm cũng được rồi. Câu B và câu C em. Ở đây là nó sẽ tăng lên là 3,125% này. Còn các biện pháp thì thầy cũng đưa ra, còn có gì thì chúng ta bổ sung thêm nha. Rồi, ok ok, chúng ta sẽ đi sang ở bài số 3 đi nha, bài số 3. Ta đi sang ở cái bài số 3 anh em. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 35 là hình này này. Biểu diễn cơ cấu thị trường xuất khẩu rau củ quả ở Việt Nam năm 20 thôi, theo số liệu tổng cục hải quan. Kim ngạch xuất khẩu trong năm 20 đây là đạt này, em nhìn số liệu đây này. Đạt ở đây là 3,27 tỷ đô la Mỹ. Nhớ cái số liệu này nha. Tỷ USD đấy. USD đây chính là đô la Mỹ ha. Ở đây kim ngạch xuất khẩu một hàng hóa là số tiền thu được khi xuất khẩu hàng hóa đó. Đây. Em thấy thị trường Trung Quốc. Nên là thầy nói với em là hiện tại người dân, đặc biệt là nông dân Việt Nam chúng ta ấy, thì khi mà trồng trọt ra thì phụ thuộc rất là nhiều vào thị trường Trung Quốc. Nếu mà thị trường Trung Quốc, ví dụ các cửa khẩu mà nó đóng cửa giống với thời kỳ Covid em, ví dụ xuất khẩu về dưa hấu hoặc là xuất khẩu về mì hoặc là sắn mía các kiểu rồi đi, mà chỉ cần cửa khẩu Trung Quốc này đóng cửa là thầy nói với em là nông dân người ta là điêu đứng rồi. Tại vì không trồng ra, ví dụ như chúng ta trồng đám dưa hấu 1 hectare đi, năng suất ví dụ như là 40 tấn rất là đạt, đạt là mừng rồi đó. Nhưng bây giờ hái quả dưa đã lên xe, sau đó chạy qua Trung Quốc để bán, nhưng bây giờ nó chặn xe lại. Mà dưa thì em biết rồi, nó chín rất là nhanh, chín rất nhanh mà không nhập được ngay thì nó sẽ hư và úng. Thì ta nói em không bán được coi như cũng lỗ, lỗ cắm mặt luôn. Nó đơn giản vậy để em hiểu. Nên là Việt Nam ta là phụ thuộc Trung Quốc này rất là nhiều luôn, thực sự là như thế. Người ta yêu cầu gì? Lập bản thống kê kim ngạch xuất khẩu rau củ quả thị trường, làm tròn hàng phần 10 theo mẫu sau. Ở đây là tỷ, mà ở đây người ta yêu cầu là triệu đô la Mỹ, thì chúng ta phải đổi thằng này ra triệu. Để đổi thằng này ra triệu thì em lấy 3,27 này em nhân cho 1.000, em hiểu không? Em lấy 3,27 nhân ở đây cho 1.000 sẽ bằng là 3.270. Không phải là thầy không biết nó đổi, nhưng mà thầy bấm lên để em thấy tại sao nó ra được cái số liệu như vậy. 3270 ở đây là triệu nha, từ tỷ đổi ra triệu USD, nghĩa là đô la Mỹ đấy. Thì bây giờ này, bây giờ chúng ta sẽ tính cái thị trường Trung Quốc trước. Để tính thị trường Trung Quốc này, thầy lấy ví dụ này, để tính Trung Quốc thì thầy em lấy số liệu này em nhân cho 3270 sẽ bằng này, tính luôn cho em thấy luôn nha. Ở đây em sẽ nhân ở đây cho 56,3 ship an này. Để bấm phần trăm thì em bấm nút ship, nút an này, ship an để ra phần trăm này, thầy bấm này, ship an này để ra phần trăm này, thấy chưa, ra số tiền này luôn. Ra tới chỗ đây để chúng ta bấm chữ SD này, đổi này, đó, thấy không? Sẽ ra được ở đây là làm tròn tới hàng phần 10, làm tròn tới hàng phần 10 nghĩa là tới chữ số 0 đây này, mà sau số 1 chúng ta bỏ đi. Như vậy nó ra được ở đây là 1841 ở đây. Ví dụ như ở thị trường của Mỹ đi, thì chúng ta sẽ lấy thằng này nhân cũng là 3270 bằng, em hiểu không? Em lấy 3270 đúng không? 3270 nhân ở đây cho bao nhiêu? 5,2 ship an rồi phần trăm. Đây là phần 10 là sẽ bằng là 170 đúng không? 170 này, hiểu chưa? Hay là ví dụ như thầy tính Nhật Bản đi, chúng ta lấy số liệu này nhân cho 3270 bằng. Thầy tính một số cái thôi, tí nữa thầy sẽ đưa ra cái bảng để em tính. 3270 nhân cho đây cho 3,9% ship an này. Đây, tới hàng phần 10 là tới số 5 đây, bằng sau số 3 thì người ta bỏ đi. Tại vì nếu nó là số 5 trở lên thì người ta cộng một đơn vị đằng trước đây. Như vậy nó sẽ là 127,5. Đó, cứ như vậy thì em tính lên, em hiểu không? Cứ lấy tất cả các phần trăm này em nhân cho cái số liệu này 3270, sau đó chúng ta điền vô đây. Ví dụ như của Trung Quốc ở đây là 1841 này, ở đây thì tính của thằng Mỹ đâu, ở đây là 170 này, của thằng Nhật Bản đây là
127,5 này. Cứ như vậy chúng ta tính mấy kia. Cái cách làm nó y xì như vậy. Quan trọng là cách làm nha. Nhìn ở đây nè. Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả các trường còn lại là bao nhiêu triệu đô la Mỹ. Phải không nào? Nhưng mà sau khi mà chúng ta lập có cái bảng rồi á, có cái bảng rồi thì chúng ta sẽ tính tất cả mấy kia cộng lại. Em hiểu không? Nghĩa là chúng ta sẽ tính thằng ASEAN này. Ở đây thầy điền cái số liệu vào đây sau khi tính luôn nha. Ở đây là 2878 này. Được chưa? Mỹ, EU ở đây sau khi chúng ta tính thằng EU ra thì nó sẽ là 147,2 này. Thằng Hàn Quốc chúng ta tính được là 143,9 này. Cái thằng khác này thì chúng ta sẽ tính ra được là 552,6 này. Như vậy người ta hỏi là kim ngạch xuất khẩu nhiều hơn kim ngạch của thị trường còn lại là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy ASEAN cộng Mỹ cộng EU cộng Hàn Quốc cộng Nhật Bản cộng khác, sau đó chúng ta lấy Trung Quốc trừ cho mấy này ra. Em hiểu không? Nghĩa là chúng ta sẽ lấy Trung Quốc là 1841 nhân trừ cho mấy tổng mấy này lại. Đó. Hiểu chưa? Vậy thôi. Rất là dễ hiểu chứ không có gì khó cả. Đó, và người ta tính ra đây. Vậy thôi. Thằng này là thằng Trung Quốc là cực kỳ bá đạo rồi. Mấy thằng này chiếm tỷ lệ rất là thấp luôn. Rồi chúng ta tính ra triệu đô la Mỹ đây. Vậy thôi, hiểu chưa nào? Rồi đây em. Quan trọng là cái phương pháp làm của em. Đầu tiên chúng ta sẽ đổi này. Chúng ta sẽ đổi 3,27 tỷ đô la Mỹ trở thành là triệu đô la Mỹ cái đã. Sau đó chúng ta sẽ tính từng cái thành phần từ Trung Quốc cho tới chỗ thị trường khác. Đó. Thế thấy chưa? Bài bản chưa? Chứ đâu phải nói thầy không tính đâu, thầy đã hướng dẫn kỹ rồi, thầy đưa ra kết quả cho thôi. Thì đưa là thầy bấm máy tính cũng thế. Đúng không? Bây giờ vô trong cái bảng này. Đây, vô trong cái bảng này. Đó, em kỹ cái bảng này vô. Thấy chưa? Quá ok các em nhé nữa. Vừa tiết kiệm thời gian của thầy mà vừa tiết kiệm các em mà vừa rõ ràng nữa. Rất là rõ ràng. Chả gì phải lăn tăn cả, đúng không? Bấm dùng video lại nha. Rồi, bây giờ cái thằng kia. Chúng ta cộng các cái thị trường người lại. Đừng có cộng của ông Trung Quốc nha. Bọn Trung Quốc ra bên. Nó chơi một mình vậy đó. Bọn Trung Quốc ra bên cộng hết mấy kia lại. Sau đó lấy của ông Trung Quốc trừ cho mấy còn lại. Là xong. Ok. Ta rõ cho nè. Rồi, ta sẽ đi sang câu số 4 nha. Câu số 4. Ta sẽ đi sang bài số 4 là bài cuối cùng trong clip hôm nay em nha. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình 36 biểu diễn số lượng máy điều hòa nhiệt độ và máy sưởi bán được trong 6 tháng đầu năm của một cửa hàng kinh doanh. Thằng nào điều hòa, thằng nào sưởi này. Cái thằng màu xanh này là thằng điều hòa này. Đây, điều hòa này, em thấy. Điều hòa này, đấy. Là từ tháng 1 này, tháng 2 này, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đó. Là thằng này là điều hòa nha. Còn máy sưởi này. Máy sưởi này. Máy sưởi thì chủ yếu là thầy nói em tại sao nó giảm. Chúng ta phải bán vào mùa đông. Máy sưởi là để gần như là để sưởi ấm mà. Thì mùa hè thì bố nào mua máy sưởi làm gì? Về để làm lò ấp à, đúng không? Còn cái mùa hè chủ yếu là sẽ bán cái máy điều hòa để cho mát. Còn vào mùa đông thì tích tán điều hòa này nó sẽ giảm xuống như thế này. Còn máy sưởi thì nó sẽ tăng lên. Đấy, đang hình dung như thế. Nếu như mà về những tháng tiếp theo nữa thì điều hòa nó sẽ giảm xuống này. Còn thằng máy sưởi này chắc chắn nó sẽ tăng lên này. Nó giống như hình con cá em. Ok, chúng ta có hiểu thế. Nhưng mà thì trong 6 tháng gì? Trong tháng 6 chứ. Trong tháng 6. Đọc 6 tháng. Cửa hàng đó được bao nhiêu máy? Cửa hàng đó bán được loại máy nào nhiều hơn? Thì trong tháng 6 thì chắc chắn là thằng cái thằng đây là chính là thằng điều hòa, mà thằng đây là máy sưởi thì chắc chắn là cái thằng nào bán nhiều hơn? Chắc chắn là điều hòa. Chắc chắn là điều hòa bán nhiều hơn. Điều hòa bán được nhiều hơn. Phân tích xu thế về số lượng máy mỗi loại mà cửa hàng đã bán được. Xu thế thì ở đây em thấy từ tháng 1 tới tháng 6 thì máy sưởi nó sẽ giảm rất là mạnh. Còn điều hòa nó sẽ tăng mạnh, đúng không? Tháng tiếp theo cửa hàng đó nên nhập nhiều hơn loại máy nào? Nếu mà tháng tiếp theo bắt đầu từ tháng 7 và quay ngược lại như này thì chúng ta nên nhập cái mua cái máy máy sưởi
máy sưởi chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nếu mà bắt đầu từ tháng, đặc biệt là từ tháng 8, tháng 9 mà gọi là mùa mưa cho tới tháng 1 thì máy sưởi nó sẽ tăng lên như này, điều hòa nó sẽ giảm xuống, tại vì lúc đó vào mùa mưa trời rất là lạnh. Trời rất lạnh thì không không ai điên dại gì bật điều hòa cả, chủ yếu bật máy sưởi. Hiểu chưa? Rồi, ok. Ta sang câu A này. Câu A không chưa? Rồi, câu B này nghe. Máy này dễ. Vậy thôi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 4 em nhé. Chúc cho các em học tốt. Bye bye. Ok. Nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh